quay trở lại cái câu hỏi thứ hai của chị, đó là cái xu hướng kinh doanh nào trong khu vực cũng như là tại Việt Nam mình. Thật ra nếu mà nói là xu hướng kinh doanh mà một quỹ đầu tư tìm ra được cái cơ hội để đầu tư, nếu mà em đứng ở cái vị trí và ở cái thời điểm này mà em trả lời câu trả lời của chị, ví dụ mà em nói như là về công nghệ, ví dụ như công nghệ y tế hay là công nghệ tài chính chẳng hạn, trong đó ví dụ như là nền tảng một chiếc trả sau đang là một cái xu hướng chẳng hạn, tức là tại thời điểm mà em trả lời câu hỏi này thì thực tế nó đã có tiềm năng được phát hiện cách đây mấy năm trước rồi. Còn, tức là lúc này mà em nói ra đâu là sẽ đang là xu hướng thì có nghĩa là nó đã hơi muộn rồi. Cái quan trọng ở đây đó là cái thông điệp mà em muốn chia sẻ ở đây đó là thực ra nếu mà chúng ta chỉ dựa vào những cái xu hướng thôi mà nó không phải thực tế, nó xuất phát từ chính cái nhu cầu của người dùng, của nhu cầu của thị trường hay là cái nỗi đau, cái vấn đề trong xã hội, thì chúng ta nói nó là xu hướng thì có thể nó sẽ chỉ là cái mà chúng ta đi bắt chước, học hỏi từ các nước khác mà nó có thể nó chưa chắc đã được thực tế đã được áp dụng ở Việt Nam mình. Em vẫn mong muốn rằng là nếu mà em có cơ hội chia sẻ trực tiếp với các em học sinh thì em rất muốn là các bạn sẽ cùng rèn luyện một cái tư duy, đó là tư duy tiếp cận về cái vấn đề trong xã hội xung quanh mình, nó gần gũi nhất có thể, mình hiểu rõ nhất về cái vấn đề đấy, chứ không mình không đi tham khảo các nước khác đâu là xu hướng đang phát triển. Mình sẽ tiếp cận các cái cơ, tìm ra cơ hội từ cái việc mà chúng ta nhìn ra đâu là vấn đề và cái mong muốn giải quyết cái vấn đề đấy, không muốn suy nghĩ ra những cái hướng tiếp cận phù hợp. Đấy là một cái tư duy mà em tin rằng nó là cái tư duy đúng đắn nhất. Cái vấn đề đấy nó nên xuất phát từ người dùng, từ nhu cầu thực tế trên thị trường. Còn xu hướng thực tế, nếu mà em nói rằng là xu hướng về quản lý tài chính, xu hướng về về fintech chẳng hạn, nó quá chung và nói như thế thì nó sẽ không bao giờ có thể bền và nó là cái công thức mình áp dụng được mọi lúc mọi nơi. Và em nghĩ là cái áp dụng một cái công thức bất biến đó là chúng ta cứ tiếp cận những cái xu hướng, những cái cơ hội kinh doanh nó xuất phát từ cái nhu cầu của thị trường, của người tiêu dùng mục tiêu. Đó. Em cảm ơn chị. Dạ vâng ạ, cảm ơn câu hỏi vừa rồi của cô Hằng đã đến từ Sở Hà Nội ạ. Thì bây giờ em xin mời câu hỏi cuối cùng ạ, đến với lại chị Dung ngày hôm nay ạ. Do thời lượng chương trình cũng có hạn và trong ngày mai, buổi sáng ngày mai chúng ta sẽ còn một cái thời lượng nhất định nữa cho phần hỏi đáp ạ. Để tổng kết lại cái nội dung của buổi học tập huấn của ngày hôm nay, thì xin mời câu hỏi cuối cùng của thầy cô ạ. Thầy cô có thể là đặt biểu tượng giơ tay ạ, để ban tổ chức nhận biết được ạ. Nếu mà mình không còn câu hỏi nào khác thì ban tổ chức vẫn nhận các câu hỏi của các thầy cô qua nhóm Zoom ạ. Qua nhóm Zoom hiện tại mà mình đang có hai nhóm, bởi vì nhóm buổi sáng đã bị đầy rồi ạ. Thì xin mời các thầy cô có thể là tiếp tục gửi tin nhắn ra trong phần Zoom. Và buổi tập huấn buổi chiều ngày hôm nay thì rất ban tổ chức trân trọng cảm ơn cô Dung đã tham gia chia sẻ nội dung hết sức bổ ích vừa rồi ạ. Và sẽ xin gặp lại các quý thầy cô vào sáng ngày mai. Và chương trình sáng ngày mai của chúng ta sẽ bắt đầu 7:30 thì ban tổ chức sẽ mở Zoom và đúng 8 giờ là chương trình sẽ bắt đầu. Do số lượng người rất là lớn cho nên là ban tổ chức vẫn quyết định là sẽ vẫn live trên fanpage Ngày Hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh sinh viên và Zoom theo link cố định này. Thì xin mời các thầy cô nghỉ.